bạn biết không? Bởi vì gọi là đáp ứng theo yêu cầu của các bạn, đó là xây một ngôi nhà đầy màu xanh, thì mình nghĩ đó là để mà mình xây một cái ngôi nhà đầy màu xanh ấy thì mình cũng phải kiếm một cái ngôi nhà nào bên ngoài nó cũng màu xanh đúng không? Mình quyết định là sẽ mua cái hộp sữa này. Mình cũng thấy chưa có ai có cái nhà hộp sữa này nên mình sẽ mua thử nhà hộp sữa. Wow, wow, ở trong nó màu xanh luôn. Ngon đấy. Nice. Bây giờ mình sẽ đổi qua cái bộ đồ của mình để mình kiếm một bộ đồ nào đó màu xanh mình cũng mặc vào luôn. Mình nghĩ là mình không có bộ đồ nào màu xanh dương đâu. Ý này là mình sẽ vào mình mua ở trong này một bộ đồ màu xanh dương. Có bộ đồ nào màu xanh dương không ta? Ui, cái bộ này cũng dễ thương. Cái bộ bóng chày. Cái này nó tính là xanh dương không? Đây rồi. Hay bộ bác sĩ ta. Tôi đang suy nghĩ tới mua bộ bác sĩ hơn các bạn ạ. Cái này màu xanh nữa nè. Cái này cũng màu xanh nè. Tính ra màu xanh thường thiên về đồ thể dục là nhiều ha. À, có nguyên bộ váy xanh nè, đầm xanh jean nè. Sao có cái bộ váy xanh jean này luôn. Rồi, tính ra là tôi chưa bao giờ mặc váy hết. Thế nên là ngày hôm nay sẽ là lần đầu tiên con bé này nó mặc váy các bạn ạ. Ui, cái áo này giống cái áo tôi đang mặc ở đây hả? Mỗi tội màu xanh tôi màu vàng nữa à. Ok, tôi nghĩ là mình nên chốt lại bằng cái váy đó đi. Váy này cũng 50 kim cương chứ bộ. Sau mình sẽ mua một đôi giày màu xanh nữa. Wow, tính ra cái bộ này tôi mua cũng là 100 kim cương rồi đó. Thôi mang dép đi, mang dép này cho dễ thương. À, đi dép vừa rẻ vừa dễ thương. À, đi dép dễ thương quá à. Đâu rồi, còn cái mũ, coi cái mũ là màu xanh không ta? Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ đeo cái này vô là nó thành một bụng xanh. Hợp lý không? Hợp lý. Trang phục mới. Đó, xong, mình sẽ vào nhà hộp sữa. Mình sẽ vào nhà hộp sữa để mà mình... Ui, cái nền nó cũng màu xanh luôn. Trời, hợp lý quá vậy hả? Đầu tiên là mình sẽ kiếm cái nền màu xanh luôn nè. Nhưng mà nếu như mà cái nền mà nó màu xanh thì nó có bị ngợp quá không ta? Đây, nhìn như toilet đấy nhở. Đây rồi, xanh này đi. Rồi, nhìn nó tươi trẻ quá các bạn ơi. Nhìn một căn nhà full đồ xanh. Để có một căn phòng đẹp thì chúng ta cần có giường ngủ. À, đây rồi, bộ ghế sofa màu xanh này con bảo không hợp nữa đi. Thì ra hồi trước giờ là mình thích xây nhà theo kiểu là gọi là một cái phòng bự, cái xong rồi mình trang trí ở trong đấy full nhà á. Đấy. Ui, mình có cái màu xanh. Ui, hợp lý thế nhỉ. Ui, trời, lại đồ áo không hợp lý đi. Lại đồ áo không hợp lý đi. Ờ, cái nhà phao luôn nè. Nó có bếp nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng để mình mua nè. Ok, đầu tiên là giường ngủ. Là cái giường này là các bạn thấy ok rồi. Hay các bạn muốn giường Santorini này? Mình thì mình khá thích cái giường cá bơi này nè. Tại vì các bạn biết xong đó là trước giờ mình thích cái giường này lắm nhưng mình chưa có cơ hội để mình đặt vào. Nên là bữa nay mình sẽ để cái giường này. Xong rồi bộ sofa thì mình cũng đã có bộ sofa xanh rồi. Nhưng mà mình lại thích cái bộ sofa này hơn nè. Thôi nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ mua cái ghế mây này. Cái ghế mây này mình để đọc sách đi. Ok, bàn nào. Trời, hình như nó có sẵn một cái set màu xanh rồi hay sao các bạn. Nhưng mà cái bàn nó hơi xấu. Bàn nào, cho nó hợp đi ta. Bàn này tính là màu xanh không? Bàn này nó hơi tím tím nhưng mà bỏ vào nó mới hợp. Đúng không? Cái màu nó phải xanh xanh tím tím thì nó mới hợp với nhau được. Cái set này nó lại là quá là phù hợp luôn các bạn ơi. Đây nè, sao người ta phát minh ra cái bộ này nó lại cứ hợp lý thế nhỉ? Nhìn đúng hợp mắt. Mua bàn màu trắng cũng được. Ờ đúng rồi, mình sẽ làm màu xanh, màu trắng. Nói chung là mấy cái màu đấy với nhau. Ồ, ồ kìa, sao lại có cái bộ này ở đây? Cái này thì hỏi thế có chết không mà chưa. Xong rồi mình để thêm một cái gọi là chậu cây. Nhà xanh thì nhà xanh chứ vẫn phải có cây cối chứ đúng không mọi người? Đấy, hợp lý chưa? À, mình sẽ để thêm một vài cái nội thất và một vài cái thêm nữa là bếp nè. Có bếp, mình có tủ, mình có ghế sofa rồi. Nhưng mà chưa có một thứ quan trọng. Các bạn biết thiếu gì không? Thiếu mấy... Ôi trời ơi, nó còn có cái này nữa thì có hợp lý có chết tôi không cơ chứ? Ủa cái này hợp lý quá nè, đáng lý mình phải để này vô chứ ha. Không, cái biết rồi, cái này là bộ nhà vệ sinh. Không, cái này thì mình xin phép các bạn là không để nhà vệ sinh vào. Nhưng mà mình sẽ để bồn tắm vào. Bởi vì sao các bạn không? Anh Thái Công bảo làm sao nè. Anh Thái Công bảo là hả, cái bồn tắm mà mình để chung với cái toilet là nó không có sang trọng rồi. Nên là bây giờ mình sẽ để cái bồn tắm vào đây. Đó, tắm xong xuống đây rủ người ra đây thay đồ. Hợp lý chưa? Đây, đây là
là hướng dẫn cho các bạn có một căn phòng màu xanh thật là dễ thương mà với giá tiền rất là rẻ. Thay vì các bạn để tiền mua một cái nhà kia 20 mấy nghìn là chỉ với 30 mấy nghìn thôi là các bạn đã có thể có một cái căn nhà màu xanh cực là đẹp. Em mà tính ra cái game này nó hơi kỳ nhá, tôi không hiểu tại sao nó lại không cho mình một cái tivi siêu bự. Đúng không? Phải có một cái tivi siêu bự. Đó. Trời, căn hộ trong mơ luôn. Để lấy nước văng vô tivi điện giật lại. Trời bé ơi, bé tắm chứ. Bé đi hồ bơi, công viên hồ bơi nghịch nước hay gì mà bé văng nước vô tivi hả bé? Dễ thương thiệt chứ. Tôi xài xong cái màu xanh này tôi cũng khoái luôn. Ok. À 53.769 kim cương. What? Đây. Hả? Hợp lý chưa? Hơi bị đáng yêu luôn nha. Ôi dễ thương quá à. Hay là để qua chỗ ngủ đi. Đúng chỗ ngủ luôn. Đúng chỗ ngủ con gấu đi ngủ luôn. Rồi nãy tôi nhâm nhe cái đó rồi. À đúp 10 điểm. Cảm ơn các bạn đã đến với ngôi nhà màu xanh của mình. Đấy, đây là khu vực mà nấu ăn rồi làm bếp rồi đó. Các bạn có thể làm sandwich ở đây nha. Mình làm cái sandwich đi. Sandwich. Đó, ôi, nấu ăn được luôn đây này. Đấy, làm cái sandwich đi nhá. Bảo quản. Mở tủ lạnh ra coi có gì ăn không. Mình cầm đùi gà đi. Đùi gà dễ thương. Đó, ăn uống xong xuôi rồi thì lấy ít sách đọc đi. Rồi vô trang điểm chút coi. Trang điểm bằng cái đùi gà luôn. What the hell? Vô tắm đi. Trời. Má ơi, chưa thấy con nào nó tắm mà nó chìm cái đầu vô như vậy luôn á. Cái này là em đang chìm ở dưới, em chìm dưới vực thẳm nha. Sau khi em nhận ra sự thật này, em chìm dưới vực thẳm mà em muốn chết. Em chìm dưới vực thẳm mà em muốn ná thở em rồi. Giờ đi ngủ rồi. Ôi, tiền của người ta 85.000 cho 1 triệu. Em mở tiệc vui thôi nha mọi người. Em mở tiệc cho vui thôi chứ em biết em rú đỡn em lại rồi. Nhưng mà em mở tiệc nhà full màu xanh. Em để vui thôi chứ em biết là chắc không ai tới đâu. A few moments later. Lại con biết ngưng be nữa. Sao mày vô lẹ vậy? Trời đó, bạn bè qua chơi liền. Ê, để tao vô tắm. Rồi xịt đi mấy đứa, xịt bong bóng đi, xịt bong bóng đi. Bắn tiệc, ôi sang trọng quá. Sang trọng quá các bạn ạ. À. Cảm ơn các bạn qua đây chơi ăn tân gia nha, bắn cho mình nhiều tiền quá, tiền đang xả ra. Đúng là cảm ơn các em rất là nhiều. Thank you. Các em thấy nhà mới của chị như nào? Khoái liền. Ok, các bạn có thể để lại comment cho mình thì các bạn muốn mình làm nhà màu khác thì comment cho mình nha mọi người. Okidoki.